Rồi, thế giới cây nho xin chào các anh chị. Thì hôm nay vườn nho ngón tay được cắt cành ra trái tiếp theo ở cành cấp 2. Khi mà cây đem mang quả thì em cắt cành luôn cho nó ra trái tiếp. Quả nó đây mọi người. Đây. Quả nó đây mọi người. Đây là nho ngón tay nha, quả màu đỏ như trên màn hình, vì nó chưa chín nên quả nó sẽ còn hơi màu xanh. Đó. Và cắt cành cấp 2 luôn mọi người, cắt hành tạo cành tiếp để cho ra quả tiếp đây. Ho nó đây. Vừa mang quả vừa có ho luôn nha mọi người. Nè, quả nó đây. Quả ho nó đây. Đó, thì ở giai đoạn này các anh chị phòng xịt phòng nấm giúp em như gói thuốc trên màn hình. Đó, hay là hai cái loại thuốc chuyên phòng bệnh về nấm. Ha. Đó, và clip hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người khi mà gặp các anh chị ở trong sân thượng quanh nhà đang có một cái cây nho y chang giai đoạn này, thì các anh chị làm theo em nhé. Thì khi mình cắt cành thì cành nó vươn dài ra đó, khi mình cắt cành đó mọi người thì những cái mầm ngủ nó bung ra đó, có cành sẽ có ho đây, có cành sẽ không có nha mọi người. Thì chúng ta phải là làm việc tiếp theo đó, thì ngồi ra phun bảo vệ phòng bệnh thì các anh chị buộc những cái cành, khi mà cành nó dài ra tầm có nửa mét đó mọi người, đây còn nửa mét đó, các anh chị cố gắng hãy buộc xuống, vì buộc xuống mặt vàng nha mọi người. Tại vì các anh chị trồng sân thượng quanh nhà thì đối với sân thượng các anh chị trồng lên cao gió rất là mạnh, các anh chị nên buộc cái cành xuống giúp em để gió này, để gió này nó không có là vật bị gãy đi bông rất tiếc đó mọi người, gãy cành ha. Đó, cái chùm của nó rất đã rồi mọi người, trái của nó đây đó, thì em sẽ buộc như thế này đây mọi người, đó em buộc trên mặt vàng như thế này luôn. Thấy không mọi người, nó sẽ nằm xuống, không có nhồi cái đầu lên nữa. Đó. Lưu ý là các anh chị buộc là khi nào mà những cái ngọn này mà nó đã dài ra hơn nửa mét nha mới buộc nha mọi người. Chúng ta mà buộc còn nhỏ mà chúng ta buộc là nó sẽ dễ bị gãy đó mọi người. Đó, để dài dài là chúng ta sẽ buộc lên mặt vàng như thế này. Đó. Thì em sẽ quay còn đang buộc thì nhớ lại làm clip cho mọi người xem. Nên quay clip luôn. Thì em sẽ tiến hành quay cách buộc như thế nào cho mọi người xem luôn nha. Đây là cái cây em sẽ buộc cho mọi người xem. Đó, đây là những cái cành mà nó dài con cỡ từ nửa mét trở lên thì bắt đầu mình mới buộc. Đó, chúng ta buộc lên mặt vàng lại. Đó, cứ đây cứ buộc lần lần cho nó nằm xuống mặt vàng để gió đồ nó khỏi đánh gãy. Các anh chị buộc là chúng ta sẽ buộc hết luôn nha mọi người, chứ không phải cành nào có bông mới buộc, còn ngày nào không bông là chúng ta không buộc nha. Đó, trên cây nho cắt thì nó sẽ có cành có bông và không bông. Cành nào không bông thì đợt sau mình cắt thì nó sẽ ra bông lại thôi. Chi cái cành ra. Đó, chúng ta buộc thì phải bố trí cho cái cành nè, nó mỗi cành là mỗi hướng đó, nó không có chồng chéo lên nhau nha mọi người. Đó, như thế này thấy không, mỗi cành là mỗi hướng. Đó, chúng ta buộc như thế này.
Đó, khi chúng ta mà đã buộc xong rồi là cái nhìn cái dàn nho chúng ta rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn mọi người, thấy chưa, rất là gọn gàng. Chúng ta sẽ buộc hết tất cả như thế này. Đó, nhiều anh chị cái này nó vấn đề rất đơn giản thôi, nhưng mà nhiều anh chị không có biết, cái anh chị cứ bỏ nó tùm. Khi mà cây ra ho thì gặp gió nè, nó đánh gãy hoặc là tùm không có gọn gàng thì nó sinh ra bệnh rất là nhiều đó mọi người, dẫn đến là ho hoặc là quả là lá nó sẽ bị bệnh, sẽ hư hết. Đó, thì vườn đây là vườn nho ngón tay thì hay quay cho mọi người xem nó. Đó, từ lúc trồng tới lúc mà nó ra trái tới lúc mà nó có ho như thế nào là quay cho mọi người xem luôn. Đó. Nên em sẽ bám vào cái vườn nho ngón tay này và sẽ quay clip về cây nho tiếp tục, cứ về cái gì là các anh chị yêu cầu là em sẽ quay cho mọi người xem. Đây là cái chùm quả bị con chim nó ăn nè mọi người. Đó, một cái chùm quả bị con chim nó ăn còn cái cuống không thôi. Nên vì thế vì sao em phải bao bọc như thế này? Tại vì ở đây chim rất là nhiều, nó cứ đậu trên cái cây me này nè, nó chờ người về là nó sẽ đáp xuống và nó ăn, trái nào chín ăn hết. Hết cái thằng chim rồi, cánh tối nó sẽ có mấy thằng chuột. Đó, đây là những món ăn yêu thích của những con vật này. Ho này mọi người, ho của nó đây, rất đẹp luôn. Đó. Dường như thì vì nho này mùa thời tiết này thì rất là đẹp, các anh chị cắt cành thì nó sẽ ra ho nếu các anh chị chăm sóc cây to khỏe nha. Nó quả nó đây, chùm này thì chưa có bao bọc lại tại vì quay clip cho mọi người xem nên bị mấy chim nó ăn miết thôi. Đó. Đó, ở giai đoạn này thì về khi mà nó đang có trái thì em chỉ có hợp phun hai cái loại thuốc trên màn hình và bón phân thì em sẽ bón cho thằng này thôi. Đó, tại tạo rễ ha. Đó, thằng này nè mọi người. Đó, em sẽ bón cho thằng này. Và mọi người thấy nè, dưới cái nền này thấy không? Nó sẽ có một cái lớp. Đó, lớp phân đó. Giúp cho cây ngọn nó vươn nhanh hơn, tạo được rễ nhiều thì nuôi được cái chùm quả tốt hơn. Đó, thì ở giai đoạn mà đang có ho cũng như đang trái chín thì em sẽ bón cái thằng này. Khi nào mà nó gần chín nữa thì bón một lớp kali nữa cho nó quả nó sẽ đỏ lên ngọt hơn. Rồi các anh chị nào có gặp chúng giai đoạn này, các anh chị cùng xem clip ha. Em chia sẻ về cách buộc cành cho mọi người xem. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Đó, nếu cảm thấy hay thì cho em một like và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những clip hay về cây nho. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.